Sau chiến thắng trước Watford, Mikel Arteta cho rằng số 11 men hổng mang ở chung kết Euro 2020 chính là bước ngoặt giúp Bukayo Saka thi đấu thành công ở mùa này. Tôi nghĩ Saka đã có trải nghiệm khó quên vào mùa hè. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời trong sự nghiệp của cậu ấy. Thế giới bóng đá cho thấy họ yêu thích và tôn trọng cậu ấy đến như thế nào. Tôi nghĩ bạn không thể nhận được nhiều hơn thế trong bóng đá, ngoài những danh hiệu. Cậu ấy nhận được tình yêu của cổ động viên trong những hoàn cảnh ngặt nghèo và khó khăn. Tại ngoại hạng Anh mùa này, Bukayo Saka đã chơi 25 trận, ghi được 8 bàn thắng. Phong độ thi đấu ấn tượng của cầu thủ người Anh đã trực tiếp giúp Arsenal vượt mặt Man United để có được vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng. Man United vừa bị nhấn chìm tại Etihad với tỷ số 1-4, nhưng huyền thoại Gary Neville vẫn chỉ ra điều lạc quan của Man United trong mùa này. Man City không chỉ giỏi hơn trên sân, một bình minh mới cho Man United với Richard Arnold là giám đốc điều hành và một huấn luyện viên mới nữa sắp đến. Mà ngày hôm qua là một đại tướng niệm phù hợp cho triều đại của Edward và Glazer với 10 năm quản lý quá yếu kém. Mùa tới, Rafinha sẽ rời ghế huấn luyện viên tạm quyền để chuyển sang vai trò cố vấn kỹ thuật. Đây là vị trí mà vị chiến lược gia người Đức được đánh giá rất cao. Và ngay từ lúc này, ban lãnh đạo Man United cũng đã bắt đầu quá trình phỏng vấn với Erik ten Hag của Ajax. Thomas Tuchel đã giải thích quyết định dùng Kai Havertz đá tiền đạo cắm thay vì Lukaku là bởi những phẩm chất khác biệt của ngôi sao đồng hương người Đức. Tất nhiên, thật khó để loại bỏ Havertz. Cậu ấy mang tới nhiều chất lượng tấn công và tham gia vào những bàn thắng. Kai ghi bàn một lần nữa, đó là một khoảnh khắc tốt và cậu ấy cần tiếp tục giữ vững. Những gì mà Kai mang lại cho chúng tôi là một khối lượng công việc khổng lồ. Cậu ấy hoạt động rất rộng với cường độ cao. Cậu ấy thích gây sức ép lên sân của đối thủ. Đó là cách chơi của cậu ấy và cũng là cá tính của cậu ấy. Và cậu ấy cũng đang có phong độ tốt, đang rất tự tin. The Athletic dẫn lời các nguồn tin nội bộ Manchester United cho biết Ronaldo không có mặt trên khán đài tại sân Etihad ở trận derby Manchester. Ronaldo đã bay về Bồ Đào Nha nghỉ ngơi và xem trận đấu này tại nhà riêng của mình. Press cũng đã lên tiếng chỉ trích Ronaldo. Tờ báo của nước Anh thậm chí còn dùng tiêu đề lớn Ronaldo phớt lờ những yêu cầu từ đồng đội ở Man United ngay sau trận derby Manchester như một cách để ám chỉ tiền đạo người Bồ Đào Nha thiếu tôn trọng câu lạc bộ. Một ngày trước trận đấu với Manchester City, ban huấn luyện xác nhận tiền đạo 37 tuổi gặp vấn đề ở cơ hông và không thể ra sân. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ rơi vào trường hợp của Ronaldo vẫn có mặt trên khán đài để cổ vũ các đồng đội của mình. Theo Daily Mail, Newcastle đã lên kế hoạch nâng cấp lực lượng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Đội chủ sân St James' Park đã đưa Moussa Diaby của Leverkusen vào tầm ngắm. Cầu thủ 22 tuổi đang là hiện tượng Bundesliga mùa này khi có được 15 bàn thắng. Moussa Diaby rơi vào tầm ngắm của rất nhiều câu lạc bộ lớn và Newcastle sẵn sàng chi đến 50 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ người Pháp vào mùa hè. Tuy nhiên, Leverkusen muốn nhận đủ 75 triệu bảng vì hợp đồng của Diaby vẫn còn thời hạn đến năm 2025. Nhờ được sự hậu thuẫn từ giới chủ mới, Newcastle đã chi gần 100 triệu bảng để mang về 5 tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng mới đây. Bốn gương mặt triển vọng của đội U23 Việt Nam đã được huấn luyện viên Đinh Thế Nam tiến cử cho Pohanser vừa được tiết lộ. U23 Việt Nam sẽ tham dự Dubai Cup với nòng cốt là đội hình đã tham dự U23 châu Á vòng loại. Trong đó, một vài cầu thủ như Trịnh Xuân Hoàng, Trần Bảo Toàn, Mai Xuân Quyết chắc chắn muốn được huấn luyện viên Park triệu tập trong thời gian tới. Tôi cũng đã có ý định giới thiệu cho Park một vài gương mặt mới, trong đó có Ngô Đức Hoàng, Lương Duy Cương, Nguyễn Văn Tùng hay Nguyễn Quốc Việt từ học viện Lutifood. Hiện tại, nhóm cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á vừa trở về từ Campuchia đã đến với các câu lạc bộ chủ quản để thi đấu tại V-League cũng như giải hạng nhất quốc gia. Người hâm mộ vừa đón nhận thông tin không thể vui hơn trước thềm trận đấu trên sân nhà cuối cùng của Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. VFF và Tổng cục Thể dục Thể thao lên kế hoạch đưa khán giả vào sân theo dõi, tiếp lửa cho Việt Nam trong cuộc đọ sức với Oman. Được biết, dự kiến sẽ có khoảng 20.000 khán giả được vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu này vào ngày 24 tháng 3 tới. Ngoài ra, ban tổ chức đang dự kiến sẽ chỉ khuyến cáo khán giả nên xét nghiệm nhanh Covid-19 trước khi vào sân, chứ không phải là hình thức bắt buộc phải có. Hiện tại, công tác chuẩn bị và tổ chức sân vận động quốc gia Mỹ Đình cũng đang được gấp rút hoàn thành để mang đến một trận đấu thành công và chất lượng cho thị trường Pohanser.